Sau thời gian trải qua thi cử, tuyển sinh đầy căng thẳng, thì giờ đây những gương mặt tân sinh viên đang vô cùng háo hức, mong chờ và mang thật nhiều ước mơ hoài bão của mình khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Trở thành tân sinh viên của trường thì em thấy cảm xúc kiểu lẫn lộn, buồn có, vui có mà hồi hộp cũng có. Kiểu như mình vừa rời xa môi trường cấp 3 lên môi trường mới, với lại gặp được nhiều bạn mới, gặp được nhiều những anh chị mới thì mình thấy vui. Hồi hộp cũng có tại vì nhiều môn học khó đang chờ em. Khi biết em đậu đại học thì em rất là nôn nao, rất là hào hứng, rất là hạnh phúc, rất là vui khi là mình nghĩ là sắp được làm tân sinh viên của trường. Cảm giác đầu tiên khi biết em trở thành tân sinh viên của trường Đại học Cần Thơ là cảm giác tự hào và háo hức, bởi vì mình đã thực hiện được ước mơ của mình là vào được môi trường lớn có tiếng và đạt được nguyện vọng một mà mình ao ước khát khao. Cảm giác của em khi trở thành tân sinh viên thì là háo hức, phấn khởi, muốn bước vào môi trường mới để học tập thật tốt và lựa có công nghiệp, sự nghiệp ổn định. Mong chờ của em khi mà trở thành tân sinh viên thì đầu tiên là phải có rất là nhiều bạn mới tham gia các phong trào tích cực để đạt được học bổng. Cuộc sống sinh viên sau này của em thì sẽ chắc chắn sẽ rất khác so với cấp 3, là vì mình sẽ tự do hơn, được tham gia nhiều thứ hơn và được trải nghiệm để có thêm kinh nghiệm sống. Trong cuộc sống sinh viên thì em nghĩ là em mong chờ là bản thân có thể tham gia được nhiều hoạt động ở cộng đồng, góp sức trẻ của mình vào tương lai của đất nước. Em là cũng có chuẩn bị học thêm ngoại ngữ, chuẩn bị sách học ngoại ngữ rồi rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình cho lưu loát hơn, cũng như là tìm hiểu về các hoạt động của trường rồi chuyên ngành của bản thân. Em là người khá nhút nhát, nhưng mà em nghĩ là đến đại học, môi trường đại học, một môi trường mới thì em phải khắc phục được cái khuyết điểm này, phải cố gắng hòa nhập với mọi người, thân thiện, cởi mở. Em mong chờ cuộc sống sinh viên này sẽ có nhiều đổi mới hơn là so với ở các cấp 3, và mình sẽ được tham gia nhiều cái hoạt động hơn của trường, qua đó có thêm các kỹ năng mềm, các kỹ năng sống cần thiết. Em hy vọng là lên môi trường đại học thì bản thân em cũng sẽ được thay đổi nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn và cuối cùng là trưởng thành về cái tri thức kiểu như và cảm xúc của mình. Em thì tất nhiên là em phải học tập thật tốt, phấn đấu và lấy được nhiều điểm rèn luyện để tích góp và phát triển bản thân hơn.